Hello, chào mừng các bác. Chào mừng các bác lại trở lại với kênh Chai LPT Nhật Đức. Vâng, thì hôm nay em lại có một sản phẩm review trước mặt các bác đây. Đó chính là bộ ốc Vize Kia 1 tấn 4, Kia K165, K3000 và đến bây giờ là K250 cộng với Kia Bongo 3. Hàng này là hàng Lam Giang của Korea sản xuất chứ không phải là hàng Trung Quốc. Thị trường Việt Nam thì đa số mọi người toàn nhập hàng này về thôi vì có thể hàng chính hãng giá nó quá cao thành ra mọi người không nhập về. Nhưng mà chất lượng của hàng Lam Giang này thì theo thị trường nó là chứng minh được thị trường Việt Nam cách đây mấy năm rồi. Nó cũng là một sản phẩm nói chung là gọi là dùng ok so với dòng xe tải nhỏ. Đó, thì em xin review qua một chút về cái bộ Affize này. Nhất đây là hàng Lam Giang xịn của Hàn Quốc. Và thứ hai là nó có một cái tem đây. Đấy, tem thông số của Lam Giang. Thứ ba là khi ta mở cái hộp Lam Giang này ra thì các bác sẽ thấy bộ Affize nó sẽ đóng trong này. Đây, để em mở ra nhé. Rồi, lặng ghê. Đấy, đấy trước mặt các bác đây đó chính là bộ Affize của Kia K165, K3000, K3000 và Kia K250 cộng với Kia Bongo 3, tất cả dùng chung hết. Đấy, hàng Lam Giang bên trong thì nó gồm các bác nhìn đây, bên trong bao gồm hai Affize, hai chốt và một loạt những ốc nhỏ cũng như với mấy cái lắp đậy với hai vòng bi. Đấy, hàng Lam Giang. Đây, hàng Lam Giang. Đấy, đây là bộ Affize hàng Lam Giang. Đấy. Nói chung hàng này thì em thì không đánh giá nhiều nhưng mà chỉ biết là hàng này thị trường Việt Nam nhập về rất nhiều. Đa số các dân buôn sang bên kia nhập về toàn hàng Lam Giang thôi. Có thể chất lượng nó ok thì người ta đánh về nhiều. Đấy, còn cái này em thì em không dám phân tích là nó có bền hay không nhưng mà theo em khẳng định là đây là đồ Hàn Quốc thì dùng ok ạ. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì có liên hệ cho em theo số điện thoại trên cả video đây, em sẽ trả lời mọi thắc mắc cũng như là gửi hàng tận nơi cho các bác. Xin chào các bác ở video tiếp theo.